100 Rewind hôm nay Ba mẹ mất vì xe tải tông, cô bé Quảng Bình suýt phải đi ăn xin nay vào đại học 9 tháng 5 năm 2024, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh chỉ giải ngân được 9% Sau thông xe một nhánh, người dân qua hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ ra sao Vụ năm sinh, thân mật, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội nói cô giáo, hòa đồng nhưng thiếu nghiệp vụ sư phạm Xin chào quý vị khán giả Vừa rồi là nội dung chính trong bản tin 100 Rewi ngày hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 10, còn ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tai nạn giao thông cướp mất cùng lúc cả ba và mẹ, cô học trò miền đất Quảng Bình suýt phải bỏ học đi ăn xin. Nhưng kỳ diệu thay, cô gái lại học rất giỏi và năm nay đã vào đại học. Ba mẹ mất cùng ngày vì tai nạn giao thông, ba chị em bơ vơ không nơi bấu víu. Bà ngoại kiên quyết không cho cháu vào trại trẻ mồ côi vì thương, nhưng không biết làm cách gì nuôi cháu ăn học. Đã có lúc, mấy bà cháu tính đến chuyện dắt nhau đi ăn xin. Bà tưởng phải dắt cháu đi ăn xin. Nguyễn Thị Ngọc Hà Thôn Đằng Lộc Một, xã Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là chị cả của ba chị em. Thời điểm ba mẹ cùng qua đời, Hà mới chỉ là cô bé học lớp 4. Hai đứa em Hà khi đó mới lớp 2 và mẫu giáo, chưa cảm nhận được nỗi đau mất ba mẹ. Nhưng Hà thì biết ba mẹ sẽ không bao giờ chở mình đi học hay đón mình về nữa. Trước khi mất, ba mẹ Hà cũng chỉ làm ruộng. Ở vùng quê nghèo lệ thủy, nuôi ba đứa con mà chỉ có ruộng vườn thì đủ ăn đã là may mắn. Khi hai người mất, bà ngoại cùng mấy gì phải đi mượn tiền lo đám tang. Trong ngôi nhà này thời điểm đó, mỗi chiều người ta thấy bốn bà cháu ôm nhau khóc. Đám trẻ khóc vì nhớ ba mẹ, bà ngoại 70 tuổi khóc vì thương cháu không nơi bấu víu. Nhiều người thân thời điểm đó đề xuất phương án gửi bất hà và đứa em kế vào trại trẻ mồ côi để bà đỡ chịu vai nhưng bà kiên quyết gạt đi vì đám trẻ mới phải trải qua cảnh chia ly với ba mẹ. Giờ bà không muốn thấy thêm cảnh chị em chia lìa, sau đó là những ngày chăm bón để vườn rau xanh tốt. Mỗi bó rau bán ra được vài ngàn đồng, mấy bà cháu rau cháo qua ngày. Nhưng ở miền nắng gió, rau chỉ trồng được vài tháng là bị gió lào nắng cháy bẻ gãy, thiêu rụi. Mùa đông giá rét rau càng không lớn nổi. Cùng quẫn, bà Hằng phải nghĩ đến chuyện dắt cháu đi ăn xin. Bà kể về dự định này với những người hàng xóm, với ý định gửi gắm nhà cửa khi đi vắng. May mắn, chính quyền địa phương đến kịp thời. Một cuộc vận động hỗ trợ mấy bà cháu được chính quyền thực hiện. Một số nhà hảo tâm thương cảnh côi cút của mấy chị em Hà Nên đã giang tay ra tương trợ. Chính quyền cũng đi làm chế độ hỗ trợ trẻ mồ côi cho ba chị em. Nhờ vậy mấy chị em có thể sống qua ngày. Lên cấp 2, Hà đã phải giúp bà chăm sóc hai đứa em. Ngày nghỉ, Hà dẫn mấy đứa em ra ruộng bắt ốc. Số tiền bán được từ ốc dù chỉ vài ba chục ngàn nhưng cũng đủ giúp mấy bà cháu có thêm con cá, miếng thịt trong bữa cơm. Dù khổ cực, nghèo khó nhưng Hà lại học rất giỏi. Những năm trung học cơ sở, Hà liên tục đạt học sinh giỏi. Lên trung học phổ thông, Hà còn vào lớp chọn của trường và nằm trong top những người học giỏi nhất lớp. Hà cũng được trường chọn vào đội thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Điểm rất cao, nhưng Hà chọn học tại Đại học Ngoại ngữ Huế. Phần vì đây là nơi chi phí học cũng như chi phí sinh hoạt thấp nhất phù hợp với hoàn cảnh của Hà hiện tại. Phần vì Hà muốn học ở gần bà ngoại, chỗ nương tựa duy nhất của Hà gần 10 năm qua nay đã gần 80 tuổi. Hà muốn có thể đi về để có thể gần gũi chăm sóc bà những năm tháng xế chiều của cuộc đời. Cũng đã có lúc Hà nghĩ rằng mình sẽ không thể đi học đại học. Khoản tiền ngoại trồng rau và khoản hỗ trợ trẻ mồ côi mỗi tháng của mấy chị em không đủ cho hai đứa em ăn học, chưa nói đến việc đi học đại học xa nhà, vô cùng tốn kém. Càng băn khoăn hơn khi tờ giấy thông báo nhập học ghi kèm số tiền học phí mỗi kỳ hơn 8 triệu đồng. Đến cuối cùng, khi nghĩ đến tương lai, Hà quyết định nhập học. Một người gì mượn cho Hà 10 triệu lận lương nhập trường. Vừa vào nhập học được hơn tuần, Hà đã chạy quanh tìm việc làm thêm. Tỷ lệ giải ngân vốn 9 tháng đầu năm 2024 của dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn TP mới đạt 9%. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư vừa báo cáo gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam về tình hình triển khai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dài 47 km gồm hai dự án thành phần. Trong đó dự án thành phần 1 xây lắp có tổng mức vốn 22.412 tỷ đồng, dự án thành phần 2 giải phóng mặt bằng 25.610 tỷ đồng. Về công tác giải ngân, hai dự án thành phần trong năm 2024 được giao vốn 12.991 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết tháng 9 năm 2024 mới giải ngân 1.166 tỷ đồng đạt 9%. Công tác giải phóng mặt bằng đã đáp ứng yêu cầu với tỷ lệ bàn giao đạt 99,8%. Với phần diện tích còn lại, cơ quan chức năng sẽ tổ chức vận động và cưỡng chế nếu có để giải phóng mặt bằng 100% trong tháng 10 năm 2024. Về nguồn vật liệu Hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đeo bám, làm việc với các địa phương Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre để thực hiện thủ tục cấp phép các mỏ cát phục vụ thi công dự án. Hiện đã có 2 phần 16 mỏ được cấp phép khai thác, dự kiến trong tháng 10 năm 2024 sẽ cấp phép thêm 7 mỏ. Từ tháng 11 đến cuối năm 2024 sẽ lần lượt cấp thêm các mỏ còn lại. Đồng thời các nhà thầu đang huy động thêm các nguồn cát trong nước khác và nguồn từ Campuchia. Hiện khối lượng cắt các, các nhà thầu huy động phục vụ thi công dự án khoảng 1,1 triệu m lập phương đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Một nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông xe vào sáng 4 tháng 10. Người dân qua khu vực này chú ý theo lộ trình sau để đi lại thuận tiện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ hướng quận 7 đi Bình Chánh thông xe vào sáng 4 tháng 10. Theo đó, nhánh hầm này sẽ mở 3 làn đường cho ô tô chạy, xe máy không được đi qua, xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ chưa được băng ngang qua nút giao. Các đơn vị điều chỉnh lại một số vị trí quay đầu để an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Ban giao thông đưa ra lộ trình hướng dẫn người dân như sau: Hướng xe từ cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đi quốc lộ 1. Xe tải, xe container, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu Nguyễn Phan Chánh hoặc đường Phạm Văn Nghị, đường Nguyễn Văn Linh đi quốc lộ 1. Xe dưới 16 chỗ, xe con, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu Nguyễn Đức Cảnh, đường Nguyễn Văn Linh đi quốc lộ 1. Xe 2, ba bánh, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh, làn xe hỗn hợp điểm quay đầu Nguyễn Đức Cảnh, đường Nguyễn Văn Linh, làn xe hỗn hợp đi quốc lộ 1. Hướng xe từ khu chế xuất Tân Thuận đi Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Xe tải, xe container, đường Nguyễn Văn Linh vào hầm chui SC2, làn trái điểm quay đầu S5 trước trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hiệp Phước. Xe dưới 16 chỗ, xe con, đường Nguyễn Văn Linh vào hầm chui SC2, làn trái điểm quay đầu S5 trước trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hiệp Phước. Xe 2, 3 bánh, đường Nguyễn Văn Linh, làn hỗn hợp điểm quay đầu dưới dạ cầu ông lớn đường Nguyễn Văn Linh, làn hỗn hợp đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hiệp Phước huyện Nhà Bè. Hướng xe từ cảng Hiệp Phước đi quận 4 xe tải, xe container ngoài khung giờ cấm đường Nguyễn Hữu Thọ phía nhà bè, Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu đường Nguyễn Phan Chánh hoặc đường Phạm Văn Nghị Nguyễn Văn Linh đi quốc lộ một đường Nguyễn Hữu Thọ phía quận 4. Xe ô tô con, xe dưới 16 chỗ, đường Nguyễn Hữu Thọ phía nhà bè, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu Nguyễn Đức Cảnh đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Hữu Thọ quận 4. Xe 2, ba bánh, đường Nguyễn Hữu Thọ đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu Nguyễn Đức Cảnh đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Hữu Thọ quận 4. Hướng xe từ quận 4 đi Cảng Hiệp Phước, nhà bè. Xe tải, xe container ngoài khung giờ cấm. Lộ trình 1: Đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu nút giao Phạm Hùng, đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Thọ, nhà bè. Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Thị Thập, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu S5, đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Thọ, nhà bè. Xe ô tô con, xe dưới 16 chỗ, xe hai, ba bánh. Lộ trình 1: Đường Nguyễn Hữu Thọ quận 4, đường Nguyễn Văn Linh điểm quay đầu dưới dạ cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Thọ, nhà bè. Lộ trình 2, đường D6 đường D1 điểm quay đầu dưới dạ cầu ông lớn đường Nguyễn Văn Linh đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè. Ngoài ra, các đơn vị tiến hành điều chỉnh giao thông đường Phan Văn Nghị cấm xe đi thẳng từ Phạm Văn Nghị cắt ngang qua đường Nguyễn Văn Linh. Các phương tiện từ quận 4 đi Nhà Bè đi trên lộ trình thay thế, đường Phạm Văn Nghị đường số 6 đường Hưng Phước 4 đường Nguyễn Đức Cảnh đường Nguyễn Văn Linh. Liên quan tới vụ nam sinh thân mật với giáo viên ngay trên bục giảng, ông Nguyễn Quang Tuấn Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết cô giáo là người hòa đồng, thân mật với học sinh nhưng thiếu nghiệp vụ sư phạm. Chiều 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý tháng 3 năm 2024 tại thủ đô. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng chủ trì buổi họp báo. Trong khuôn khổ buổi họp báo, liên quan tới vụ nam sinh thân mật với giáo viên ngay trên bục giảng, Ông Nguyễn Quang Tuấn Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin thêm với báo chí về sự việc. Ông Tuấn cho biết sự việc xảy ra tại một lớp học khối 10 thuộc trường Trung học Phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Ông Tuấn cho biết đối với nam sinh xuất hiện trong clip, hiện nhà trường đang liên hệ và làm việc với em và phụ huynh. Qua trao đổi, học sinh cũng đã nhận thức được việc làm của mình là hành động bột phát thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng tới uy tín nhà trường. Trước đó tối 30 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay cảnh một nam sinh có hành vi trêu đùa ôm vai, vứt tóc, kề má một cô gái được cho là cô giáo tại bàn giáo viên. Nhiều học sinh dưới lớp chứng kiến, có học sinh quay lại cảnh trên. Chiều 2 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở đã nhận được báo cáo của Trường Trung học Phổ thông Thạch Bản quận Long Biên. Theo báo cáo, học sinh nam trong clip là T, N, M, D, học sinh lớp 10A4, còn cô giáo trong clip là cô M. Quy Tê, sinh năm 2001 là giáo viên hợp đồng môn ngữ văn của trường. Sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 9, khoảng 9 giờ sáng, trong lúc học sinh nghỉ giải lao tại lớp 10A4. Theo nhà trường, ngay khi nắm bắt sự việc, tối 30 tháng 9 ban giám hiệu nhà trường đã trao đổi nhanh với công an quận Long Biên, đồng thời liên hệ cô giáo trong clip để xác nhận thông tin. Hiện trường đã tạm đình chỉ công tác cô giáo và phân công giáo viên dạy thay trong thời gian giải quyết sự việc thưa quý vị trước khi đi vào nội dung tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần chỉ số chứng khoán trong nước và quốc tế đang theo dõi bản tin 100 Rewind được thực hiện vào 21 giờ trên DFC TV. Tiếp ngay sau đây sẽ là phần tin quốc tế với một số tin chính sau. Liên Hiệp Quốc lên tiếng phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, G7 kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Đông, một công dân Mỹ được cho là thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Ngày 2 tháng 10, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bằng biện pháp ngoại giao. Tuyên bố của lãnh đạo các nước G7 được đưa ra sau cuộc họp khẩn bằng hình thức trực tuyến do Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chủ trì. Ý hiện là chủ tịch của G7 với các nước thành viên còn lại là Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. G7 bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột trên khắp khu vực không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, đồng thời tái khẳng định rằng một giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Trong ngày 2 tháng 10, Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở nước này trong 24 giờ qua đã lên tới 46 người, ngoài ra còn có 85 người bị thương. Còn tại Gaza, theo một số nguồn tin Palestine, 3 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel ở khu vực miền trung giải đất này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Phát biểu tại phiên họp khẩn hội đồng bảo an liên hiệp quốc về tình hình Trung Đông ngày 2 tháng 10, ông Guter cho biết Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Iran tuyên bố đây là hành động đáp trả việc một số nhân vật của nước này cũng như của các phong trào Hamas và Hezbollah bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trước đó. Tuy nhiên, người đứng đầu liên hiệp quốc nhấn mạnh rằng nghịch lý là cuộc tấn công của Iran không hỗ trợ cho sự nghiệp của người dân Palestine hay giảm bớt đau khổ của họ. Cùng ngày, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Vô Cơ đã đưa ra lời kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hành động kiên quyết để ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Một công dân Mỹ từ bang Michigan đã thiệt mạng tại Lebanon. Bạn bè và hàng xóm của người này nói rằng anh ta đã chết trong một cuộc không kích của Israel. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của Kamel Ahmad Jawad và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của anh ấy. Cái chết của anh ấy là một thảm kịch, cũng giống như cái chết của nhiều thường dân ở Lebanon, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết. Chiến dịch quân sự gần đây của Israel tại Lebanon đã giết chết hàng trăm người, làm bị thương hàng nghìn người và khiến hơn một triệu người phải di rời. Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm South Carolina, North Carolina và Georgia trong ngày 2 tháng 10 để tận mắt chứng kiến sự tàn phá do cơn bão Helen gây ra ở đông nam nước Mỹ, khiến ít nhất 160 người thiệt mạng. Từ trên trực thăng, ông Biden có thể nhìn thấy sự tàn phá khủng khiếp ở một số vùng của North Carolina, bao gồm Asheville và Chimney Rock. Ở Asheville, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại lớn nhất xảy ra ở gần các con sông. Nhiều người dân sống trong khu vực vẫn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay cả khi máy bay chở tổng thống Mỹ bay qua trên đầu họ. Trong khoảnh khắc như thế này, chúng ta hãy gạt chính trị sang một bên, ông Biden phát biểu tại rally. Không có đảng viên dân chủ, Cộng hòa, chỉ có người Mỹ. Và nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, càng nhanh càng tốt và càng triệt để càng tốt. Trước khi rời Washington, ông Biden đã chỉ đạo 1.000 quân nhân hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và phục hồi. Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas cho biết gần 6.000 thành viên của vệ binh quốc gia đã được triển khai trên khắp 6 tiểu bang bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Người phát ngôn Nhà trắng Karin Jean-Pierre cho biết hơn 10 triệu đô la Mỹ đã được cung cấp trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Hơn 4.800 nhân viên liên bang đã được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi, cùng với 8,8 triệu bữa ăn, hơn 7,4 triệu lít nước và 150 máy phát điện khẩn cấp. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã huy động được hơn 160 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 và kết thúc tháng với 283 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Con số này đánh dấu mức tăng 23% so với 130 triệu đô la Mỹ huy động được vào tháng 8. Chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris và Đảng Dân chủ đã huy động được 361 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, giúp bà có lợi thế rõ ràng về tiền mặt so với ông Trump. Một quan chức chiến dịch cho biết bà Harris cũng đã huy động được 55 triệu đô la Mỹ trong hai sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua. Chiến dịch tranh cử của bà Harris vẫn chưa công bố số liệu chính thức của Đảng Dân chủ vào tháng 9 một quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng một tòa nhà chung cư 5 tầng ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào đêm 2 tháng 10, gây ra hỏa hoạn và làm bị thương ít nhất 10 người. Thống đốc khu vực Kharkov Oley Sinyubov cho biết quả bom đã đánh trúng giữa tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà ở quận Santipka. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công này đã nhấn mạnh nhu cầu cần có thêm sự giúp đỡ từ phương Tây. Ông chỉ ra cuộc tấn công của Iran vào Israel như một ví dụ về các đồng minh hợp tác với nhau. Ông Zelensky cho biết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, Ukraine phải nhận được sự giúp đỡ cần thiết và quan trọng nhất là đủ, từ thế giới, từ các đối tác. Mọi nhà lãnh đạo đều biết chính xác những gì cần phải làm. Điều quan trọng là phải quyết đoán, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Một số binh sĩ Mexico đã giết chết 6 người khi họ nổ súng vào một nhóm 33 người di cư đang đi trên một chiếc xe bán tải cố gắng trốn tránh lực lượng chức năng. Vụ việc xảy ra vào tối 1 tháng 10 giờ địa phương khiến 10 người khác bị thương, trong đó có công dân Ai Cập, Nepal, Cuba, Ấn Độ và Pakistan. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết hai quân nhân đã bị cách chức. Tòa án quân sự đã tiến hành điều tra vụ việc. Tapachula, ở phía nam bang Chiapa, là điểm nhập cảnh vào Mexico của nhiều người di cư muốn đến Mỹ để chạy trốn bạo lực và đói nghèo. Chiapa cũng là nơi diễn ra các cuộc đụng độ giữa các băng nhóm. Vào tháng 7, các cuộc chiến giành địa bàn đã khiến khoảng 600 người phải chạy trốn qua biên giới vào Guatemala và kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là phần dự báo thời tiết Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 100 Rewind. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.